thanh lý iPhone 11 Pro Max giá chỉ hơn 4 triệu. Nhưng mà hôm nay mọi người, em mới về được thêm 15 Pro Max, máy mới 100% nha. Về được đúng hai màu thôi. Đó, và giá cực kỳ là tốt người. Mấy cái máy mới này á, em bảo hành cho người á là 1 năm. Nên mọi người yên tâm nha. Đây có hộp luôn. Ok chưa? Đó. 15 Pro Max máy new nha. Coi, có hai màu. Tầm khoảng giá em bán cho người nè, máy mới 100% á. Đây. Con này bán cho người là 25.850.000 nha. 15 Pro Max máy mới chưa kích hoạt. Bảo hành cho người á là 90 ngày đầu, nếu có lỗi là hỗ trợ mọi người đổi một con máy mới khác luôn chứ không sửa chữa nha. Còn 9 tháng sau á là hỗ trợ sửa chữa. Ok chưa? Coi như là bảo hành 1 năm. 90 ngày đầu lỗi là đổi. Đó. Hôm nay cũng vừa được một số dòng máy nữa rồi. Này, ha. À, 15 con mắt này mọi người mua trên góp đưa trước giùm em đúng 3 triệu thôi nha. Đúng 3 triệu thôi người. 14 Pro giá cực kỳ là tốt mọi người ơi. Đây 14 Pro 128GB nha. 14 Pro 128GB. Hôm nay bán giá cho người 15.850. Có màu đen và màu trắng. Đó, màu đen màu trắng rồi. 14 Pro 128GB. 15.850 giá quá tốt rồi. Đúng không? Giá này là quá tốt mọi người. Góp đưa trước giùm em đúng 500.000 thôi. Để xíu qua trực tiếp xem. À, quay chi tiết sao cho người. Hôm nay cũng vừa được một số dòng máy nè, như là S2 Ultra bản Việt Nam, Mi 11T Pro, S21 Ultra, S23 Ultra bản 1000GB màu hồng. S23 Ultra bản 1000GB màu hồng. Ok chưa? Đó. S23 Ultra nè, RAM 12, bộ nhớ 1TB và một số dòng máy khác. Thì con S23 Ultra này góp cũng đưa trước giùm em đúng 500.000 thôi nha, rồi lấy máy về xài đó. Rồi, em lên cho người con đầu tiên là hôm nay muốn thanh lý cho người nè. 11 Pro Max. Hôm nay em bán con này 512GB. Hàng thanh lý chỉ bán trực tiếp tại cửa hàng. Đó, máy này em hô của khách rồi. Đó, em giảm con này sâu luôn. Hồi bữa là đang bán nhiêu 5850 phải không? Em giảm con này còn 4 triệu mấy thôi. 11 Pro Max nha. 11 Pro Max. 512GB. Ok chưa? Đó, 11 Pro Max nè. 512GB quốc tế nha. Tình trạng máy này á là pin còn 88 nè. Camera thì đầy đủ. X1 nè, góc rộng nè, X2 nè. Em zoom cho người xem. Và đây là camera selfie. Ok chưa? Camera selfie. Ngoại hình ở đây. Ngoại hình em ở đây. 512GB, em nhấn mạnh lên nha. 512GB. Rồi, màn hình đó là sáng đẹp, không ám, không đốm, không lưu ảnh luôn. Ok chưa? Đó, không ám, không đốm, không lưu ảnh. Em bán cho người cái giá cực kỳ lợi hương. Đây. 4.750.000 bao test tại chỗ. Ok, 4.750.000 máy này em hô sao bán vậy. Và cái máy này em đã tốn hơi một số tiền để làm cái màn hình. Đó, máy này lúc hô là bị hư màn hình. Em hai cái màn hình linh kiện vô. Rồi, con này là tình trạng thứ nhất á, là 11 Pro Max quốc tế nha. Pin là còn 88% và bộ nhớ là 512GB. Tình trạng sử dụng á, là Face ID không bị sự cố rồi. Con này không sử dụng được Face ID. Không sử dụng được Face ID và phiên bản quốc tế. Nó chỉ không sử dụng được Face ID thôi. Còn mọi chức năng khác đều hoạt động bình thường. Và mọi người cài mật khẩu vẫn sử dụng bình thường nha. 4.750.000. Đó, Face ID thì không được. Camera sáng đẹp, không bị đốm. Đó, ok chưa? Rất là nét luôn. Camera rất là nét luôn. Mọi người không? Đó, camera rất là nét luôn. Đây, 4.750.000. Em bao test tại chỗ nha. Màn hình đã hack rồi, đó là màn hình GX. Thứ hai á là không Face ID, còn lại chức năng đều đầy đủ. Men zin, vỏ zin, màn hình GX. Có làm sao bảo vậy? Bao test tại chỗ nha, lưu ý giúp em. Bao test tại chỗ. 4.750.000. Giá này quá tốt, rẻ hơn bằng cái men, đúng không? 4.750.000 người. Chỉ 4.750.000 thôi nha. 15 Pro Max máy mới. 15 Pro Max máy mới em đang có mọi người. Đây, quay chi tiết con 15 Pro Max máy mới cho người xem. 15 Pro Max hôm nay mới về nè. Bữa giờ mọi người đợi lâu quá rồi. Đó, 15 Pro Max nè. 25.850.000. 15 Pro Max này á, mọi người mua trả góp á thì đưa trước giùm em đúng 3 triệu là mọi người hãy lấy máy về xài. 15 Pro Max nha. Máy mới, bên em bảo hành cho người là 1 năm, 90 ngày đầu tiên nếu có lỗi, em đổi cho người một cái máy khác, máy mới luôn nha. Ok chưa? Đó, và hỗ trợ mọi người là bảo hành thêm 9 tháng nữa là tổng cộng là 1 năm. Đó, góp đưa trước giùm em đúng 3 triệu lấy máy về xài. Máy mới là khỏi lăn tăn rồi. Bảo hành đó 1 năm luôn mọi người. Này, 15 Pro Max 21.8 máy mới nha. Ok. Rồi, góp được trước giùm em 3 triệu thôi. Và được có 2 màu mọi người. Em vừa được có 2 màu thôi nha. Vừa được có 2 màu thôi.
Lên tiếp cho người cái siêu phẩm hôm nay. Em muốn giới thiệu mọi người. Đây, sao mà ai nó mời hoài ta? Nó bị lắc luôn rồi. Nó bị lắc luôn rồi. Ai mà mời cái là nó bị lắc rồi, đợi xíu mọi người để mình khóc ra trắng lại cái nha. Đây. Tiếp tục là 14 rồ, mọi người đợi một xíu để em chỉnh cái này cái. Tiếp tục là 14 rồ, giá hôm nay bên em bán cực kỳ là tốt. 14 rồ hôm nay bán giá cực kỳ là tốt luôn. Em về được 128GB và 256GB. Pin 100%, pin 89 cũng có luôn, nhưng mà giá tốt lắm mọi người ơi. Giá tốt lắm nha. Đây, 12 rồ. Màu trắng nè, màu đen nè. Đây, màu đen đó nè. Pin zin 87 88 89. Đó. 14 rồ. Đợi xíu đem cái này xa xíu nha. 14 rồ màu trắng đi. Lấy con cho người xem nha. Bạn có khai sim. 14 rồ màu trắng, bạn có khai sim. Nói chung bạn có khai sim mà bạn e sim em bán đồng giá luôn. Em bán đồng giá cho mọi người luôn. Cho mọi người dễ săn. Ok chưa? Cho mọi người dễ săn. 14 rồ đem chùi cái nha. Em chùi cái cho mọi người xem nha. Kỹ. Kỹ về cái ngoại hình của em nó. Này. Quá nét. Không, nắm chùi ở đây nữa. Dạ bên em chỉ hỗ trợ nợ xấu mọi người. Đây. Màu trắng thì lúc nào nó cũng sẽ đẹp hơn. Đúng không? Đó, 14 gồ này hôm nay bán cho người á 15.850.000 thôi. 15.850.000 thôi. Pin zin là còn 89 thôi. 15.850.000 giá này mọi người thấy có được không mọi người? Giá này mọi người thấy ổn không? 128 ghi bạn quốc tế nha. 15.850.000 góp đưa trước giùm em đúng 500.000 lấy máy về xài iPhone 14 Pro đó. Đây, có màu đen nữa nè. Màu đen này. Không. Nói chung là ngoại hình khoảng 9899 tùy mọi người đánh giá, hay 9798 đó nha. Em thì đi mua được vài con thôi. Đó, được cái là giá rất là tốt. 15.850.000. Con này pin nhiêu ta? Em này là pin 87 luôn. Em này pin 87 nha. 128GB quốc tế luôn rồi. 14 Pro. Giá này quá tốt mọi người. Đúng không? Giá này quá tốt rồi. Rồi đây. 14 Pro mà pin 100%. 128GB. Pin 100%. 128GB. 16.250.000. 14 Pro pin 100%. 16.250.000. Giá này mọi người thấy tốt không? Đó, bạn có khai sim luôn. Nói chung là bạn e sim và khai sim em bán đồng giá. Đó, em không quan trọng. Em là chủ yếu là em đi mua mỗi ngày. Em thấy em mua được giá bao nhiêu em cứ cộng lại lên em bán. Vậy cho nó khỏe. Đó, mua gì đó rẻ phải không? Cộng lại lên bán. Chứ không phải là bán theo giá thị trường. Đó, 16.250.000 góp cũng được trước giùm em đúng 500.000 là có thể lấy máy về xài nha. Rồi, đây là ba em 14 Pro mà hôm nay em giới thiệu mọi người. Còn một em cuối cùng nữa là 14 Pro 256GB. 256GB quốc tế nha. Đó, pin á là 100%. Con này bản Mỹ là dùng eSIM. 17.250.000. 17.250.000. Ok cho người. 17.250.000. 14 Pro. Đó, pin 100%. Em lên tiếp cho người mẫu khác nha. Lên cái mẫu này đi. S23 Ultra. RAM 12GB, bộ nhớ là 1000GB màu hồng. Quá đã, lâu lâu mới được một em. RAM 12GB nè, bộ nhớ là 1TB. Đó. Đây. Ok chưa? RAM 12GB, bộ nhớ là 1000GB. Có mấy người hỏi kêu em tắt đèn led đi, anh qua anh quay cái gì vậy? Em đang like hai kênh rồi mọi người. Em like hai kênh nha. RAM 12 1000GB S23 Ultra. Bản 2 sim màu hồng, cái màu rất là đậm tính luôn. 16.990.000. 16.990.000. Góp đi trước cho em đúng 500.000 thôi nha. Đúng 500.000. 23 Ultra đó. Mới về được đúng một em luôn á. Rồi. Em lên cho người là cái gì ta? Mọi người hỏi 14 Pro Max nhiều quá thì em lên cho người 14 Pro Max trước luôn. Sau em mới về được mấy con S21 Ultra. Em về được mới thêm mấy con S21 Ultra. Đây, 14 Pro Max 128GB và 256GB.
128GB là 18.850, hôm nay có màu trắng nè. 14 Pro Max màu trắng nè, để chỉnh màn hình sáng lên các bạn ơi. Đây là 14 Pro Max 256GB. Pin còn nhiêu ta? Pin là 88%. Bữa giờ mọi người hỏi màu trắng đâu rồi? Tem mà hỏi mà 14 Pro Max màu trắng đâu rồi? 19.850, 14 Pro Max 256GB màu trắng. Này. Đúng rồi, trên 18 tuổi có hệ học sinh sinh viên thì cấp được. Đó. 14 Pro Max 256GB màu trắng thì lâu lâu mới được một em. 19.850, 256GB. Ok chưa? 19.850, 14 Pro Max. Rồi, tiếp tục là 128GB á là 18.850, nhưng mà hôm nay có một em pin 100% nè. 14 Pro Max nè, 128GB nè. Pin á là 100%. Đây. Thấy không? Con này thì nếu mà mua trả góp á, đưa trước giùm em cũng đúng 500.000. Còn mà mua trả hẳn á, em bán là 19.350. 19.350. Ok chưa? 19.350. 14 Pro Max 128GB. Mọi người có thấy là 128GB và 256GB trên là có 500.000 không? Tại con nó pin cao hơn. Con nó pin cao hơn. Đó. Em thì cộng ít lắm mọi người. Có lãi là bán, có lãi là bán. Đó, chứ không phải là bán theo giá thị trường. Nên mọi người yên tâm. Đây. Đây là 2M S21 Ultra. 7.850. Ok chưa? 7.850 S21 Ultra. 2 SIM. RAM là tận 12GB. Đây, 2 SIM mọi người. RAM 12GB, bộ nhớ 128GB. Màn hình là độ phân giải là 2 cộng nha, camera là số 100X. Có vân tay trong màn, cái dòng này thì dòng cao cấp của Samsung mà. Khỏi phải bàn. Khỏi phải bàn về chất lượng. Đúng không? Khỏi phải bàn về chất lượng. Rất là nét. Giá bán là 7.850, góp được trước giùm em đúng 200.000. 7.850 nha. Em coi còn chúng ta. Rồi, mọi người hỏi 12 Pro Max nhiều quá thì hôm nay em có được một em 12 Pro Max tiếp đây. 12 Pro Max 128GB. Con này pin là còn 89. Đó. 12 Pro Max 128GB pin 89, 12.200.000. Ok chưa? 12.200. Đó. Còn 256GB là 13.900, pin 100%. Quá đã. Đây. Góp em này 12 Pro Max, góp em này được trước đúng 200.000 thôi. 15 Pro Max new là lờ hả? Một titan tự nhiên em chưa có hàng rồi. Nói chung là sáng em có một cây mà bán rồi. 15 Pro Max máy mới là 25.850.000 nha. Máy mới bảo hành 1 năm. Máy mới bảo hành 1 năm. Ok. Đây là em đến chân rồi là hàng thanh lý được không? Con này là em bán bao tách 7 ngày nè. Em giảm xuống cho người 7 triệu mấy thôi. 12 rồi 7 triệu mấy thôi. Ai viết ra ta. 12 rồi 128GB em bán cho người là 7.850. 7.850, 12 Pro. Ok cho người. iPhone 12 Pro 128GB. Men zin, màn zin, vỏ zin, mọi chức năng đều hoạt động bình thường. Có trả góp luôn. 7.850 này á, trả góp đưa trước giùm em đúng 200.000 thôi nha. Tiệm già bé Khang ơi. 15 con mắt máy new mà là à, màu titan em hết hàng, còn màu đen với màu xanh thôi. Rồi, 12 Pro 128GB. Con này pin nhiều kìa. Ô, pin zin là còn 89%. 7.850, giá này mọi người thấy ok không? Ok mọi người bấm cho em một cái like các mọi người. Hoặc bấm chữ ok giúp em cái nha. Đây. Giá này quá đẹp. Rồi, tình trạng con này á là đầy đủ chức năng không lỗi gì hết. Chỉ có là màn hình zin đã ép kính rồi, còn lại chức năng đầy đủ nha. Bao test 7 ngày. 7.850. Góp được trước giùm em đúng 200.000 thôi. Đúng 200.000 giùm em. Đó. Chốt em mua cho hai sim, nhắn tin giùm em nha. Anh Việt Quỳnh ơi, có gì ngày mai mấy bạn trả lời nha. Mà mấy bạn trả lời nha. Giờ này có mình em đây à. Anh thông cảm giúp em. Rồi, em lên cho người tiếp mẫu khác nha. Lên cho mọi người một cái S21 Plus. Em bán rẻ hơn đến 2 triệu nè. S21 Plus này á, hiện tại nếu mà máy bình thường đang bán á, là 5.950. Em này nha, riêng em này nha, em bán cho người là 3.900.000, coi như rẻ hơn được 2 triệu. Rẻ hơn được 2 triệu mọi người. Đó. Màu đen hả? Màu đen 25850 á.
đây. À góp đưa hánh thần ơi, đưa trước 200 ngàn rồi bao giờ hết hả? Thì bên mình có vay gói á, là thứ nhất là 6 nè, 9, 12, 18, 24, có đó tùy theo mọi người muốn góp, muốn được muốn thời hạn bao lâu thôi. Đó. S21 loot 3.900.000. Con này thì mọi người xem cái màn hình này. Quan trọng nhất đó là cái màn hình đó là có sáng đẹp không, có ám không. Đó, nhưng mà cái màn hình này nhìn quá trời nét luôn. Quá trời nét luôn, đúng không? Đó. Rồi, cái màn hình này quá nét rồi, tại sao? Thì bán có 3.900.000. Cái này mọi người bấm chữ ok giúp em cái đi. Em lên cho người con này. Con này khỏi phải bàn rồi, hai sim. Con này con này bản Việt Nam luôn rồi. Hai sim một lý nè. RAM mà 8 nè, bộ nhớ 128 đi. Hả like giùm em cái nha. Đó, hả like giùm em cái nha. Đó, ngoại hình nó hơi xấu vậy thôi. Nó ghi bị gì chà. Em không biết nó bị cái gì luôn á. Ủa con này bị gì vậy ta? Phôi màn hình sườn xấu. Con này em đang kiếm cái chỗ mà phôi màn hình nó ghi ở đâu để cho mọi người xem, nhân viên cái test em cũng không biết nè, nó nằm ở đâu luôn á. Trời quá trời ok rồi. Phôi màn hình đâu ta? Em không biết nó nằm ở đâu luôn trời. Nói chung con này bán là 3.900.000 đó. Con này ngày mai chắc để hỏi nhân viên lại coi. Cái này chỉ bán trực tiếp tại cửa hàng thôi nha. Đó, bán vậy cho nó công bằng, mất công mọi người nói em đùa gà. Mọi người bán em đùa gà. Rồi. Con này thì chắc ngày mai hỏi là nhân viên, em nó ghi chữ phôi màn hình nè. Phôi màn hình sườn xấu nè, sườn xấu thì đúng rồi, nó có hơi nhăm 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 nhăm. Không phải là xấu lắm. Đúng không? Còn cái phôi màn hình thì nãy giờ kiếm không thấy nó biết nó bị cái gì luôn. Có biết nó bị phôi màn hình là bị cái nào luôn á. Cái này chắc ngày mai phải hỏi nhân viên lại rồi. Nói chung em bán 3.900.000 á. Nhìn cái màn hình nó sáng đẹp như vậy nè. Không. Là không biết nó bị phôi ở đâu luôn. 3.900.000 7 ngày đó. Chung vậy đi. Ngày mai để cho nhân viên nó báo em lại. Rồi. Còn nếu mà người muốn mua máy đẹp, không lỗi gì hết, 5.950.000, bảo hành 3 tháng 101. Ok chưa? Góp cũng được trước giùm em đúng 200.000 thôi nha. Đúng 200.000 giùm em. iPhone 13 Pro Max có màu đen, có màu xanh. Có ai quan tâm cái dòng 13 Pro Max không? Bên em chưa hỗ trợ 6 nhanh 3 báo ơi. 13 Pro Max 128GB nè. Pin 100% màu xanh nè. Giá bán cho người á là 15.250.000, góp được trước giùm em đúng 500.000 giùm em thôi nha. Đúng 500.000 giùm em thôi. Đó, pin 100%. Đúng 500.000 giùm em thôi. Đó. Còn mọi người muốn tìm 256GB pin 100%, em cũng có luôn. 256GB nè. Đây là giá máy zin, màn hình dưa câu dây phích xanh trắng màng, lùi giúp em nha. Đó. Đây. Mấy cái hàng hành lý làm chỉ bán trực tiếp tại cửa hàng thôi nha, mọi người lùi giúp em nha. 16.200.000. Ô, con này cũng đẹp mọi người. Góp được trước giùm em đúng 500.000 thôi. 500.000 lấy máy về xài. Quá đã. Em đến con gì rồi ta? Con này rồi. Đến con này, hai con này phải không? Hai con này. Thì đây. Em lên hai con này xong thì em sẽ thôi. Em lên cho người là S22 Ultra đi người. Hai Ultra bản Việt Nam này có được con nè. Máy đẹp keng Line New nè. 22 Ultra bản Việt Nam, hai sim nhật lý. Ok chưa? Hai sim vật lý này bản quốc tế nha. RAM 12GB, bộ nhớ là 256GB. 22 Ultra. Đó. Màn hình 120Hz, máy là còn siêu viền. Em này em bán giá cho người là 12.950. 12.950 là bản 256GB. Hai sim vật lý. Còn con này là bản 128GB. Hai sim cũng là hàng Line New luôn. Ngày mai là về giá cũ rồi nha. Hai Ultra. Ngày mai em sẽ bán cho người là
10.950 là bộ nhớ 128GB, bản 2 SIM. Ok chưa? 2 SIM nha. Rồi. Lên cho người tiếp mẫu khác. Mẫu khác là mẫu gì? A735G. Cái con này nó sẽ cao hơn cái con kia một xíu, khoảng 300.000 thôi. Nhưng mà đổi là được một cái là con này là 256GB lận. A735G 256GB. Cảm ơn bạn Yana follow em, cảm ơn anh Hiên Định follow em nha. Cảm ơn anh Nguyễn Hiên follow em. Rồi A735G chính hãng Việt Nam, 2 SIM nhật lý, RAM 8 256GB, 5.650. 5.650 nha. Đó. 5.650. Rồi, S22 Ultra bản Việt Nam, 2 SIM 128GB. Đây 128GB. Bản Việt Nam 2 SIM. RAM là 8, bộ nhớ 128GB thì sẽ bán cho người là 11.250. Đó, là bản 2 SIM nhật lý á. Tiếp tục là con anh có mua máy cũ không? Có hô máy cũ nha chị Hoa Quỳnh Hoa ơi, em có hô máy cũ nha. Rồi, Redmi Xiaomi Mi 11T Pro, RAM là 8GB, bộ nhớ con này là 256GB. Con này chạy con chip á sẽ là gần 888 nha. Đó. Pin con này là 5000. 4.450. 4.450. 88 RAM 8 256GB, màn hình 120Hz. Anh chị em nào mà hỏi với clip 5 nãy giờ này em thấy bình luận nè. Đó. TikTok hả? Gia Huy bán gì đam mơ nha. TikTok của em là Gia Huy bán gì đam mơ nha. Rồi. Đây là giá clip 5. Còn bảo hành tháng 12, nhưng mà con này bộ nhớ 512GB lượng. Còn bảo hành hãng nha, con này là chính hãng Việt Nam, còn bảo hành hãng. 2 SIM. RAM 8GB, bộ nhớ 512GB. Giá em bán cho người là 10.550, góp đưa trước giùm em 200.000 lấy máy về xài. 200.000 nha. Em mua con 4.450 hả? Nhắn tin giùm em đi, ngày mai bạn trả lời cho. Rồi, đây là 14 lút nè. Anh Huy ơi, 12 còn mắc nhiêu? 12.200 nha. 12.200 nhanh ơi. Đây, 12 con mắt. 12.200. Ô. Con này thì Mi 12T, con này hành lý nè. Có con này màn hình cũng khoảng gần 2 triệu nè. Con này bán bới này 5 triệu mấy nè. Mi 12T con này sọc màn xíu nha. Có sao báo vậy đó. Hô khách đó. RAM 8GB, bộ nhớ con này là 256GB, giá trừ màn rồi 2.800. Máy đẹp. 2.800.000. Hình như con này là chip Dimensity á, 8.100. iPhone 14 lút 128GB. Có anh chị em nào quan tâm không? 14 lút 128GB nè. Giá em bán cho người là 13.600.000. 13.600.000. Đó, 13.600. Còn 256GB pin 100% á, 256GB pin 100% 14.850. 256GB. Pin 100%. 14.850. Đó. Tiếp tục là cái gì ta? iPhone 15 LED. 15 LED hôm nay làm có một hai em này. Một em á là sạc 4 lần mới vừa về luôn nè. Và một em á là sạc 8 lần. iPhone 15 LED, một em là sạc 4 lần và một em là sạc 8 lần. Bây giờ 4 lần đi, một ngày mình sạc một lần coi như là mới có mới xài được có 4 ngày đúng không? Coi như là hàng nước rồi. Nhưng mà thật sự mấy cái này ít ai mà xài đúng rồi. Đó. 15 LED 128GB. Con này còn bảo hành hãng không ta? Đây. Còn bảo hành tháng 7 mọi người. Còn bảo hành tháng 7 2025 luôn. Ok chưa? 17.450. Đây giá giảm sâu luôn. 17.450 là hàng sạc ít. Có được hai con. Con này bảo hành tháng 8. 15 LED nha. Con này bảo hành tháng con này sạc 4 lần nè. Con kia bảo hành sạc 8 lần. Đó. Đây. Sạc 4 lần con này cũng còn bảo hành hãng nha. 17.450. Đây. Còn con này thì sẽ là sạc 150 lần, cũng là pin 100% luôn. Mấy con này pin 100% thôi. Con này là 16.950. Nó sạc ít thì nó sẽ chênh lệch có vài trăm nghìn thôi. Con này pin 99 nhé. Pin 99. 16.950. Quá đã. Góp được trước giùm em đúng 500 nghìn thôi nha. Đúng 500 nghìn giùm em. Gì nữa không ta? Mấy con này em chưa quay nè. Note 20 Ultra hả? Hàng Line New trong hộp là 9.7 bản Việt Nam, RAM 12 và 256GB. Samsung Galaxy A32, 2 SIM nhật lý, RAM là 6GB, bộ nhớ 128GB. Con này là pin 5000,
pin 5000 rồi. Con này thứ nhất là pin 5000, thứ hai là có màn hình 90Hz, pin rất là trâu nha, dòng A 2.8 RAM 6 128GB, có vân tay trong màn luôn, màn AMOLED 2.8, đúng rồi. Ha, đây có con được Oppo Reno 5 Pro nè. Con này phiên bản RAM 12 đến 256GB lận, màn hình cong. Chip Dimensity 1000 LED. Này, RAM 12, bộ nhớ là 256GB. Và con này bán cho người là 3.950. 3.950. Đó. Thôi tính cái con này cũng rẻ chứ mà. 3.950 cho được mà. 3.950 người cho được mà. Em ở quận 8 nha anh Quỳnh Nghi ơi. Cảm ơn anh Tô follow em nha. Cảm ơn anh Thanh follow em nha. Đó, cảm ơn anh Unser follow em nha. Đó, cảm ơn anh Tấn follow em nha. Rồi. Samsung Galaxy A15. Ý. Lực ngược đầu mọi người. Lực ngược đầu rồi. Sorry. Con này là A15. A15 là RAM á, là 8GB. Bộ nhớ 128GB. Hai SIM chính hãng. Con này màn như là 90Hz, A15 là 90Hz. 3.550. 3.550. Góp được trước 200.000 không, con này góp đứng được mọi người ơi. Mọi đừng có ngại nha. Mười hai Pro bên em đang có một con hành lý nè, 12 Pro, con này là hành lý nè, 7.850, men zin, màn zin, vỏ zin, pin là còn 89, không bị lỗi gì hết luôn, đúng rồi, pin 89, 128GB. Mọi người xem ngoại hình đó nè, con này 7.850, men zin, màn zin, vỏ zin, đó, em quay lại cho người xem, 7.850, góp lên trước cho mem đúng 200.000 thôi, pin zin là còn 89%, đó, con này là hàng hành lý, chỉ bao test 7 ngày thôi nha. Còn nếu mà người muốn mua máy zin bảo hành 3 tháng 1.1 thì con này là pin 100%. 9.650. Đây, 128GB quốc tế nha. Bản quốc tế. 9.650. Ok chưa? Con này bản nhất A luôn rồi. Con này thì màn hình zin mà đã ép kính rồi, còn lại đầy đủ chức năng, bao test bằng người 7 ngày. Trong vòng 7 ngày có lỗi trả đủ tiền, đơn giản thôi, tại vì không có cái máy nào mà đổi bù được hết. Không có cái máy nào mà đổi bộ với mọi người được hết. Mấy cái hàng hành lý nè, em chỉ có một con thôi. Đó, bao test 7 ngày, nếu mà trong vòng 7 ngày không có, nếu mà trong vòng 7 ngày lỗi á, trả đủ tiền, đơn giản vậy thôi. Ok chưa? Thì mấy con này là phải đến trực tiếp cửa hàng nha, hành lý là vậy. Ha ha, lên trong người là hai con S21 5G nè. Con này em bán cũng khá là chạy. Tại vì tầm giá mà 5 triệu mấy á là con này dòng S. Và thiết kế nó cũng nhỏ gọn bằng iPhone XS thôi mà. XS mà to không XS một xíu. Được cái là con này là có 5.250. Tính ra chức năng thì quá trời vượt trội hơn XS thôi. Được 2 SIM, pin 4000, RAM 8, bộ nhớ 128GB. Quan trọng là màn hình tần số quét 120Hz. 120Hz, 5.250. Con này bán khá là chạy nha. Camera cũng nét lắm mọi người. Zoom 3x luôn. Zoom đến 3x luôn, mọi người thấy nét không? Chụp là hai cái chữ luôn á. Không. Đây. Đó, chụp là hai chữ luôn á. Quá đã. 5.250 nha. Góp được trước giùm em đúng 200.000 ha. 200.000 giùm em. Còn cái gì nữa không ta? 15 hồ được không ta? 15 hồ có ai, anh chị em nào quan tâm không ta? 15 lết còn bản Mỹ thôi. Em còn bản Mỹ thôi, 15 lết. Nhưng còn một hồng, một cây bản Việt Nam nữa mà con đó hơi cao, 17.850 á. Màu hồng á. Cảm ơn bạn Ngọc follow em nha, cảm ơn cậu cả follow em nha, cảm ơn anh Duy follow em nha, cảm ơn anh Đặng follow em nha, cảm ơn Sơn follow em. Rồi, cảm ơn anh Thạnh follow em nha. iPhone 15 thường 128GB. Hiện tại nếu mà bản Mỹ con này sạc 88 lần. Em bán cho người là 15.850. 15.850, máy cũng rất là đẹp. Không. 15.850. Góp được trước giùm em đúng 500.000 thôi. Đúng 500.000 giùm em. Đây, pin 100%. Còn bảo hành đến tháng 5 lận.
15850. Ok chưa? Giấy phone 5000 mai lên cho người cái giá mới. Giấy phone 5 hôm bữa em giảm cho người giá là còn có 16850 là đối phiên bản hàng. Tính ra em quay một con đó lên, em bán được thêm hai con bản Việt Nam của em bữa giờ tồn, nhưng mà bán được ba con đó là em lỗ một cây gần 1 triệu. Để lâu quá mọi người, thôi bán xả luôn đi cho nó xong, để em kiếm cái hàng khác, gom tiền về kiếm cái hàng khác đó. Vừa vào lại không xem kịp, con xem lại con S21 rồi. Ok, S21 5G nè anh, 5.250 đó, 5.250 nha. Ram 828GB, có dừng tay trong màn, chip là 888, màn 120Hz, camera thì quá nét, có hai màu anh ơi, hai màu nha, 5.250. Em bán được ba con giáp phâu đó, tính ra em lỗ một con gần 1 triệu. Là giáp phâu, sự mà nói về giáp phâu mà tầm gần giáp phâu 5 á, mà bản Việt Nam nha, mà 512GB á, mà bán 19 dù mấy, thì cái tệp khách hàng nó rất là ít, rất là ít mọi người. Bởi vì là lúc em nhập cũng khoảng 18 triệu mấy, gần 19 triệu, mà hôm qua em bán được có 17 triệu mấy một con, 17 triệu mấy một con, 18 triệu mấy một con, lỗ 1 triệu, gần 1 triệu đó. Nói chung thì giá phâu và giá nó xuống, nó xuống nhanh quá. Mấy nay đi nhập thì cũng không, mình không nhập cái dòng đó mà bán chậm á, mình không nhập cái dòng đó thì mấy bạn hàng cũng xuống rồi, mình không biết. Thôi thì em giá bán rẻ hơn để nó thu hồi vốn, để em kiếm cái lô khác về em nhập tiếp bản Việt Nam nha. Ngày mai nhập được 3 con bản Việt Nam, cố gắng bán giá rẻ nhất để cho mọi người săn. Giáp phone 5 bản Việt Nam, mấy con ba con đó em đi mua là như là còn bảo hành hãng luôn, còn bảo hành hãng luôn. Ngày mai lên sóng cho người, để test ok hết đây lên sóng. iPhone 15 thường, con này là còn bảo hành 11 tháng chính hãng nữa, 16850, 11 tháng chính hãng, pin 99 nha, pin zin gì đúng không trời. Rồi, 11 còn mắt đi người ơi, qua đi. Nói chung thì kinh doanh mà có lúc lời lúc lỗ, có nói chuyện bình thường thôi đó. Nếu mà lời mà ok hết rồi thì đâu có ai mà than khổ, ai đâu có ai ăn mà phá sản này nọ đâu, đúng không? Đó, đâu phải là lúc nào kinh doanh cũng suôn sẻ, lúc lên lúc xuống chứ. Rồi, 11 rồi mắt xong, 4 ghi quốc tế nha, bi 100%, 8.50 triệu. Mai mấy giờ lên phâu nha em? Thì ngày mai là trở chiều là lên phâu rồi đó. À lộn, tối chứ, tối tối em mới lên live stream, mới lên phâu thôi. Cầm cái ngón tay cái đi, nó bị vậy luôn nè, không cầm cái ngón tay với nó bị vậy luôn nè đó. Cầm ghét cái ngón tay nó bị vậy luôn. Rồi, S21 lút nè, 5.950 triệu anh ơi, pin 100%. A11 rồi mắt 256 ghi pin 100%, 9.550 triệu. Còn Sam 4G là 8.550 triệu, 11 rồi mắt. 11 đồ Sam 4G là 6.850 triệu nha, 6.850 triệu. Đó, pin 100% luôn, gì đúng trời. M555G 5.850 triệu, 8.880 triệu. Đây là hai con 16 con mắt. Em có bản Việt Nam và bản Mỹ luôn. Máy mới 100% chưa khô siêu. Nè, chưa khô siêu, kích hoạt bảo hành đủ 12 tháng chính hãng. 33.650.000. Màu vàng sa mạc. Ok chưa? Góp được trước giùm em khoảng 8 triệu là được. 8 triệu là được. Ok chưa? Màu vàng sa mạc đó. iPhone 12 thường máy mới 100%, 8.850 triệu. Bảo hành cho người là 1 năm, 128GB nha, 128GB á, 12 thường 128GB, 8.850 triệu. Quá đã. Gì nữa ta? 21 Ultra bản Việt Nam, hàng Line New, 15 lút là 16.950 nha. Trời, cái gì mà cứng như vậy vậy? Pin 99, pin 100%, còn sạc ít là 17.450. Đây, hiểu giống như xé túi mù. 21 Ultra bản Việt Nam nha. Này, nhìn cái hàng nè mọi người, hỏa đã luôn. Bản 2 SIM 9.650, bản 2 SIM vật lý. Cái gì vậy? Giá lớp 6 18.850 triệu, giá lớp 6 nha, 18.850 triệu.
Tiếp tục là cái gì ta? iPhone 13 Pro Max hả? 13 Pro Max hiện tại em đang bán là 15 triệu 250 pin trăm phần trăm á, 15 250 á đó. Em coi còn 11 Ultra có một cây 5 triệu 8 anh hậu hồ ơi. 23 Ultra là có một cây RAM 12 bộ nhớ 1000 GB, nhưng mà con này á thì màu hồng được không anh? Nó chỉ có là màu hồng thôi. RAM 12 bộ nhớ 1000 GB nha. 16 triệu 990. Góp được trước giùm em đúng 500 nghìn thôi. Chị Tú đâu rồi anh? Tú về rồi. Tú nó về. Quay con màu đen góc bên. Góc bên góc đi, con màu đen nào ta? Con nào trời? Có hôm nay là bên em giảm cho người là một cái dòng 14 Pro. 14 Pro giá quá tốt rồi. Thật sự 14 Pro giá quá tốt luôn, có màu đen, màu trắng. 14 Pro mà bản có khe sim, em bán cho người là 15850 đó. Đó, 15850, pin 87, pin 89 nè, pin còn 256 ghi là 16850, pin 100% thì cộng với em là 450 thôi. 14 Pro. Quá đã luôn. S22 Ultra là tầm khoảng 6.650. Em nghèo lắm tặng anh một cái đi, không có tiền anh mua hả? Em nghèo lắm anh tặng em cái đi chứ có tiền mua. Bây giờ em chỉ cần trên 18 tuổi thôi, có căn cước công dân em khỏi cần đưa tiền lấy cái máy về xài đó. Mỗi tháng em đóng tiền lại cho bên công ty tài chính được rồi. 15 lút, đây là 15 lút nè, 15 lút 128 GB nha đó. 16 triệu 950, 15 lút á. Con này là pin 99 sạc 150 lần, còn mấy con này là pin 100% sạc 4 lần. Một ngày mọi người xài một lần, coi như là mới xài được có 4 ngày, kiểu là hàng siêu lướt rồi. Đúng không? 17 triệu 450, con này còn bán hãng nha, bán hãng tháng 7 rồi. Tháng 7 lần. Góp được trước giùm em đúng 500 nghìn lấy máy về xài. 500 nghìn thôi. Rồi, đem còn mấy con này cho quay cho người xem luôn nha. Để cho chuẩn bị xuống like à. Đi ăn mọi người đói bụng quá. Rồi, hôm nay cuối tuần mọi người xem like nhiều quá. Đặt hàng có mấy hai hồi, ngày mai đặt giùm em nha, giờ này nhân viên về hết rồi. Mấy con này chỉ báo giá thôi mọi người. Ta sẽ quay nhanh một xíu nha. Đây là S23 LED nè, để chỉnh cái này qua đây một xíu. S23 LED nè. RAM 8 26 GB. Máy đẹp là 99, chip 8 Gen 2. 11 triệu 950. Đẹp chưa? Đẹp 99 nè, 11 950. S23FE 8 triệu 450, RAM 8 128 GB. S24 Ultra 21 triệu 850, còn bảo hành tháng 5 2025, chính hãng Việt Nam đó. 24 Ultra con này có nhấn cường lực, nhấn cường lực một chưa, một chưa gì nữa trời, sao không có nhỏ này. 11 Pro Max 256 GB. Vì tụt xuống đợi xíu nha. S2 Ultra bản 26 GB, 11 triệu 450, RAM 12 GB. S2 Ultra con này bị vàng phim xíu, 4 triệu 9 nè. Này ok đó. 23 lút bản Việt Nam nè, 11 850 nè, báo giá thôi nha. A72 3 triệu 650. Đó, cái này thì mình có thể chụp màn hình để giúp em, giúp clip 6 à, giúp clip 5 chứ, 9 triệu 850. Con này 256 GB, 12 rồi báo rồi, 12 rồi 9 triệu 650 nha. 11 thường hả, 11 thường nè, 5 triệu 950 nè, 128 GB là 6 triệu 950. 12 thường nè, 12 thường là 6 triệu 950 luôn. Góp được trước 200 ngàn giùm em thôi. Con này là mấy dòng tầm trung. Oppo gì đâu mùa 5G 5 triệu 250 nè. 23 rồi. A22 con này màn hình 90Hz nha, 2 triệu 750 á. Sony X10 Mark 4 3 triệu 250. M535G con này bản hàng 3 triệu rưỡi. A95G chip là 855 2 triệu 950. Genos 6X 5G 3 triệu 150 rồi. M54 256 GB 5 triệu 750. M15 5G 4 triệu 250. 232 báo rồi.
A51 2.150.000 nha. Cái này báo giá thôi. Có gì mọi người nhắn tin giùm em nha. Oppo Reno 5 3.2, con này bản iPhone. S22 6.650.000. M32 3.7. Oppo A58 chính hãng nè, 3.550.000. A35 256GB 3.150.000. Realme 11 3.550.000 nha. Realme GT 3.950.000, RAM 8.8, chip 870. Reno 11 6.150.000 nha. Xem sang con Sony nha. Đây. 3.250.000 Sony X 10 Max 4. Chip 695. Reno 11 Pro 7.750. Oppo Face 5 5.650. Intel RAM 8.8 1.7, màn hình 90Hz. Realme C67 nha, 2.990. Redmi Poco X 5 Pro RAM 8 256GB 3.950. Mi 12T 6.950. Này chip 8 lút game 1. Canamu Ultra RAM 12 26GB 5650. Mi Mu Ultra 4.5 nè, RAM 12 và 26GB. Realme 667, Realme C67 chứ. RAM 8 26GB 3.450. Đó, này có nhiêu đây nha mọi người. Em thì cũng ít máy lắm, đa số là mấy dòng máy cũ là thôi. Rồi. Mỏi mệt quá mọi người, nói chứ like cũng mệt lắm. Cái đèn quá xíu. Mỏi mệt quá. 12 con mắt hả? 12 con mắt tầm khoảng 12.200 đến 12.900 lần 128 thôi nhé. Còn nếu mà 256 thì là cộng thêm 1 triệu. Nói chứ em đi ăn đó mọi người. Ngày đó bụng cũng tay chân hết rồi. Đó, hôm nay cũng giảm giá vài con máy. 11 con mắt thì giảm còn 4.750. Con máy nó hư khách là hư màn hình. Gắt cái màn hình kỹ vô. Gắt cái màn hình kỹ vô. Nói chứ hôm nay chủ nhật là hồi em không có đi lấy máy nữa. Mấy anh lái á, nghỉ hết trơn rồi. Không có ai bán cái gì để mua hết á. Để mua không được cây nào hết á. Không được có mấy cây à. Nói chung là ngày mà phải đi mua, đi vòng mấy anh lái á, mới có nhiều mẫu mã quay cho người xem, trong người ở chén. Chứ mà bây giờ quay nhập hàng chính chính về quay thì ngày nào cũng có máy nào cũng như nhau, khác gì đâu. Đúng không? Thì lâu lâu đi hô mua cũng phải có kèo hôm, kèo húi. Đó, kể cho mọi người nghe. Là vậy. Chứ là phải ngày nào cũng có kèo hôm đâu. Thứ nhất bây giờ là bán nhanh, xả tiền ra để đi mua những cái kèo hôm. Chứ bây giờ mấy nay bán chậm quá. Đó. Có kèo hôm cũng dám mua nữa. Thị trường đang yếu mọi người. Đó, thị trường đang yếu. Em nghĩ là em bán giá cũng cạnh tranh lắm rồi. Mà bán rẻ xuống nữa thì cũng có khách mua. Tại vì bây giờ mọi người chưa có tiền sao mà mua được, đúng không? Ai cũng vậy hết. Cho dù bán rẻ cỡ nào mà khách không có cũng không bán được. Hello đã like, cảm ơn anh nha. Còn thấy không, mấy dòng mà máy lại cao quá. Là một lần nó ngán tiền mà lãi thì nó cũng như vậy ha, cũng vài trăm nghìn. Như mấy dòng 14 Pro đi. Dòng 14 Pro đi, bây giờ trừ lãi ra, trừ phụ kiện này, trừ bảo hành ra, lãi tính ra nó từ 800 ngàn à. Mà vốn gần 15 triệu, vốn đến 15 triệu. 14 Pro này hiện tại bên em đang bán là 15.850, là coi như lãi được 850. Đã được 850 là trách nhiệm bảo hành là 3 tháng nè, đúng không? Một đỡ một.
lỗi là lỗi. Lỗi là lỗi là sao? Như cái máy này là bị lỗi camera, bị lỗi wifi đi, thì mọi người đưa cho em sẽ đổi cho người là một cây máy khác đó, đổi cho người thêm một cây máy khác, đó gọi là một đổi một, ok chưa? Trong vòng 3 tháng một đổi một chứ không sửa máy. Thì nếu mà cái máy này, nếu mà sửa máy nha, giữ là sửa máy là mọi người sẽ bị mất giá trị. Mất giá trị là sao? Thứ nhất là hai camera nó sẽ báo là linh kiện không xác định, đâu phải là máy chin như lúc ban đầu mọi người mua nữa. Mốt bán thì nó có lợi nhuận, mốt bán mọi người sẽ bị giảm xuống, giảm tiền xuống đó, không có giữ nguyên được cái giá trị mà lúc bán mới ban đầu bán ra đó. Còn em đổi cho người máy khác luôn, máy chin khác luôn, mốt người bán thì nó vẫn là vậy, vẫn là một cái máy chin chứ không phải máy sửa rồi, đúng không? Với đó giờ bán vậy cho nó quen rồi. Hồi đó là em có chính sách bảo hành những cái máy là sửa, nhưng mà sao em không làm nữa. Giữ cái máy là sửa thì cũng có lợi cho em, nhưng mà cũng có cái mệt là vậy nè, mọi người không có máy xài mà gọi em mỗi ngày luôn, mình không có làm được gì khác nữa. Mình không làm được gì khác đâu, tại sao? Máy của anh xong chưa em ơi, anh qua lấy máy nha. Trời sao bữa giờ sửa máy nhiều, để mấy ngày mà chưa sửa xong đó. Đó là vậy, không bao giờ làm chính sách vậy luôn đi. Ví dụ mấy cái máy này phải không, mọi người lỗi em đổi cho người cái máy khác luôn đó, lỗi này phải không, lỗi camera đổi cho người máy khác luôn. Còn cái máy này á, em đi sửa lại cái camera xong em sẽ bán thanh lý, là tính ra em đổi đến 2 tiền lận. Bây giờ lãi 850 nghìn, hai cái camera bao nhiêu, ví dụ 1 triệu mấy đây, đúng không? Rồi chưa tính nha, phải đem đi thanh lý nữa, thanh lý nữa mà, đâu phải là lúc nào cái máy zin. Bây giờ hai camera rồi mọi người đâu có mua được máy zin đâu, đúng không? Thì phải thanh lý xuống, nó bán lên kiện phải thanh lý xuống đó, thì nó giảm thêm một lần tiền nữa. Coi như là thứ nhất là tốn tiền đi mua linh kiện để sửa chữa, thứ hai là phải đem đi thanh lý, đó là vậy. Còn bán cái máy không trách nhiệm là 3 tháng nữa, nếu mà có lỗi thì mình mới có lợi nhuận 8,5, còn nếu mà qua 3 tháng thì sẽ không có lợi nhuận thôi, nếu mà có lỗi thì sẽ không có lợi nhuận thôi, đó là vậy. Thì cố gắng là lấy những cái máy nào mà chất lượng nhất, nhưng mà đồ điện tử mà mọi người đâu có ai dám hứa 100% không lỗi đâu, đúng không? Đâu có ai dám hứa 100% không lỗi đâu. Bởi vậy tại sao người ta có bảo hành là vậy? Nhưng bây giờ em bán như là trên chợ tốt hay là trên hội nhóm đây, em bán nếu mà không bảo hành thật sự là em có thể làm giàu luôn đó. Đồ điện tử mà, mình là đồ điện tử và mình là đồ điện tử cũ, nó không phải là đồ điện tử mới nữa, mình đâu có biết chất lượng của nó như thế nào đâu. Bây giờ một cái máy mọi người bán cho em đi, chỉ có mọi người biết là máy có lỗi không lỗi thôi, tại vì mọi người xài mỗi ngày mọi người biết. Mọi người bán cho em test đúng một lần, đúng không? Mọi người bán cho em cái 13 con mắt đây, em thu giá ai 14 con mắt đây, 256 ghi đem bán là 19,850, mọi người đem bán cho em thu khoảng 18 triệu đi đó, em thu 18 triệu là máy đẹp đi. Thì em test đúng một lần và kiểm tra đúng viên, em trả đúng tiền, đúng không? Rồi lâu lâu nó bị việc xếp counter làm sao mà em biết được, lâu lâu bị vanit làm sao mà em biết được, lâu lâu camera nó vô không được sao em biết được. Em chỉ biết test tại chỗ, đúng đầy đủ chức năng thì em trả đủ tiền. Rồi những cái máy này em sẽ kiểm tra đúng zin, em cũng bán là cho người khác, tại vì cái máy là máy zin mà, em bán là cho người khác. Nếu có lỗi thì em chấp nhận hỗ trợ khách là đổi một cái máy khác. Chứ mà bây giờ vô hỏi cái máy, em ơi, ở đây có cái máy nào mà chất lượng nhất không lỗi không? Không bao giờ mà có được, không có cửa hàng nào mà có được mà. Làm sao biết nó lỗi hay không lỗi? Bây giờ test đầy đủ chức năng rồi đó, nhưng mà xài vài bữa nó bị lỗi thì sao mình biết được, đúng không? Đó là vậy. Nó là điện tử là dễ mà. Rồi bên em thì có khu cụ đời mới tất cả các dòng máy nha, Oppo nè, Realme, Samsung, Sony, LG, máy đớm loại sọc bởi có hết rồi. Giá phone 5 ngày mai em lên cho, ngày mai em mua được 3 con bản Việt Nam á, giá tốt á, có gì nhớ sang giùm em nhanh leo ơi. Có trả góp tay đôi không? Thật sự em cũng muốn làm cái trả góp tay đôi lắm, nhưng mà cái năng lực mình không có đủ. Bây giờ thì có một mình em mà nhiều lúc có nhiều thứ lắm rồi. Và thứ nhất là giờ mở chi nhánh thì cũng được nữa. Chi nhánh thì tại vì cái kênh của em thì quá lớn rồi, không phải cái top top này đâu. Trên Phở Bò hiện tại là 953.000 lượt theo dõi, là gần 1 triệu lượt follow rồi đó mọi người, chứ không phải là ít nữa đó. Thì chắc chắn là sau ở chi nhánh sẽ có nhiều khách, nhưng mà tại sao không mở được? Tại vì hàng của em á là em đi mua mỗi ngày thì nó có mỗi dòng máy khác nhau. Hôm nay ví dụ có Samsung, ngày mai có iPhone thì đó, thì em thích bán theo kiểu là mỗi ngày mình có dòng máy khác, máy mới để cho quay cho người xem, chứ không phải là ngày nào cũng S2 Ultra, ngày nào cũng 12 Pro Max, ngày nào cũng 12 Pro thì đâu quá chén rồi, đúng không? Đó là vậy.
cũng mới mua được nhiều dòng máy, mà máy này cũng lọc nhiều rồi. Máy này cũng lọc nhiều lắm rồi. Thôi nhất giờ cũng làm dòng Redmi và dòng H nữa đó. Redmi bây giờ cũng khó khó bán, cái tập khách hàng của em là Samsung là nhiều. Thôi em này có hu cũ để mới tất cả các dòng máy nha, Oppo, Realme, Samsung, Sony, LG, máy đớ, máy sọc, máy bể, hu hết, hỗ trợ mọi người lên đời. Và có ship có tầng quốc cho mọi người kiểm tra hàng với thanh toán nha, ship có thở cọc. Anh Leo ơi, ngày mai chắc khoảng 7 giờ tối giờ này nè, em mới về hàng được, có gì ngày mai em xem ra xem lại cho em nha. Ship có thì mọi người kiểm tra hàng dưới thanh toán nha. Đó, cầm cái máy đúng cái máy rồi mới trả tiền cho shipper đi về đó. Và có trả góp thì bây giờ đa số là xu hế á, mọi người mua trả góp là nhiều, như 15 còn mắc đi hiện tại là 25.850. Đây Kim Phượng nè, có màu đen với màu xanh á, màu xanh này đang để dưới đây nè, 25.850. Thì nếu mà muốn góp á, đưa trước cho em khoảng 3 triệu thôi là lấy máy về xài. Còn như 12 Pro Max đi, 12.200. Còn nếu mà mua trả góp á, thì đưa trước cho em khoảng 200.000 thôi đó. Như 14 Pro nè, 14 Pro 128 ghi là 15.850, đưa trước cho em 500. Nói chung là trên 14 triệu là 500 đó. 14 Pro Max thì cũng vậy luôn, 14 Pro Max cũng khoảng 500 thôi. 14 Pro Max 18.850, 14 Plus là 13.6 cho hãng quen thôi. Rồi, cảm ơn mọi người dành thời gian xem buổi livestream của em nha. Chúc mọi người buổi tối dễ ngồi, ngủ ngon, bye bye.